Răn chỗ này hả chú? À, ý là từ đây. Từ 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 đây hất về hả? À. À, cái răn này là nó thẳng xuống dưới suối luôn hả chú? Rồi rồi. Ở đây có nhà người ta ở cũng đông nè. À, mình giới thiệu cho bà con cái lô đất này có diện tích của nó là 3 hecta, cũng đất thuộc về xã Đắk Rờ Mon luôn, xã Đắk Đắk Rờ Mon Đắk Mon của thành phố Gia Nghĩa. Từ cái vị trí đất này mà đi ra tới cái đường tránh Gia Nghĩa thì nó khoảng 400 m. Đây, trên đất có cà phê, đất bằng đẹp luôn. Ở trên là giáp đường đất này. Đường này là cũng là xin kinh phí để mà đổ bê tông trong nay mai. Đất là giáp tới cái bờ tiêu đó, chỗ ông chủ đang đứng. À, cũng chạy thẳng xuống cái rành, chạy thẳng xuống dưới sình luôn. Ở đây mình có con đường đi xuống rẫy, mình đi xuống rẫy mình quay cho bà con xem. À, từ vị trí đất này mà đi ra tới cái đường kiểu là đường tránh Gia Nghĩa, đường tránh của thành phố Gia Nghĩa thì nó khoảng 400 m thôi, nhưng mà đi ra tới trung tâm của xã Đắk Mon bây giờ đó. Đắk Rờ Mon bây giờ à, cái trung tâm xã này bữa nay nó thuộc về phường này, về trung tâm của thành phố rồi, thì chỉ có khoảng chừng 2 cây số thôi. Mà từ cái vị trí này mà đi ra tới cái đường quốc lộ 14 thì nó khoảng mình đoán nó khoảng 5 cây số, 5-6 cây số vậy đó. Đất là giáp qua bên cái hàng bên này. Đó, hết cái vườn cà này, giáp bên cái vườn tiêu của người ta này. Đó, từ bên nó hất về bên phải mình đây. Thửa đất này rất là vuông vức luôn, cà phê rất là đẹp. Về trái quá trời. Từ cái vị trí đấm đất này mà đi ra tới trung tâm thành phố Gia Nghĩa thì nó khoảng khoảng 5 cây số thôi. Tại vì nó nằm gần cái khu tái định cư của thành phố Gia Nghĩa. Chỉ có 1 cây số. À, đi ra đường quốc lộ 14 á, thì nó lại xa, nhưng mà ở đây nó nhiều đường lắm, tại thành phố Gia Nghĩa nó mới thành lập cho nên bây giờ đường xá nó mở như bàn cờ vậy, cho nên rất là nhiều đường đi để đi thông ra trung tâm thành phố Gia Nghĩa. Thì theo như mình ở đây mà từ vị trí đất này mà đi ra tới trung tâm thành phố Gia Nghĩa không đi theo đường quốc lộ 14 thì nó chỉ có khoảng 5 cây số thôi là ra tới trung tâm thành phố Gia Nghĩa rồi. À, cái đất này có tổng diện tích của nó là 3 hecta. À, đất này chủ kêu bán là cái 1 tỷ mốt là 1 hect. À, đúng rồi, 1 tỷ mốt trên 1 hect. Đó. Đất rất là bằng, đẹp. À, trên giáp đường, dưới giáp hồ nước đây, cái đập nước đây. À, dòng dòng này là rất nhiều cái dự án.
để mà thành phố mở cái khu vui chơi như hồ bơi các kiểu. Cái vị trí khu vực đất này là rất là tương lai luôn. Mình thông tin cái hình ảnh và cái vị trí đám đất này sơ qua như vậy. Thì bà con nào xem qua clip của mình mà quan tâm cái lô đất này thì alo cho mình qua số điện thoại 0972 158 358 để mình dẫn đi xem cái lô đất này. Đây, con đường đây nó có con đường bằng một cái đập này thông qua bên kia cũng là đi đường này đi ra trung tâm xã cũng được luôn. Đi qua bên cái đồi bên kia lên cái đỉnh bên kia là nó đụng con đường dầu rồi. Ồ, cái đập này chắc cá hơi nhiều quá chú à. À, cái bờ ranh của mình là nó giáp cái tiêu của người ta kia chú. Cây cây thật cao, đưa đưa đi ra đây nhìn rõ này. Nói chung là cái cà phê này là của mình. Cà phê này của Cái mình sân đó, này đi cũng ra gần đây hết chú chỉnh sân cho nên nó rõ này. Cái sân này của mình hay sao chú? Sân này của mình luôn, cái đôi với bên kia. À, ý là cái sân này bên kia là một nửa của người ta. Bên nữa. Bên bên mình một nửa, bên kia một nửa. Rồi ra đứng đây mình nhìn rõ từng một đứa này. Cái nào có Ô sân mà nào cái này mình đâu có sử dụng được cơ chú, cái này nó của nhà nước mà, nó tài đó. nguyên quốc gia mà. Trên đất dãy thì dưới sân của mình, tức là trong sổ, trong sổ nó có. Sổ là mình không đo đâu, nếu bây giờ mình yêu cầu đo nó vẫn đo. Thì mình đo là cái gì? Nếu đo mình phải đóng tiền. Đó. Tức là cái này nó có hàng với nhà nước. À, đất nó Mà qua nhà nước tuốt không bên cái quản hàng lý, ranh bên mình kia. vẫn quản lý. À, cái này nó cục bộ mà, chứ nó đâu phải là đi thông đâu ha. Rồi. Đó, bên này là hết cái vườn hông này của chú. Chú cây xanh xanh này của người ta. Đúng rồi, bên hồi nãy bên kia con nhìn qua thấy thông thương Đó, hết vườn hông của chú. lắm. Kéo sang bên này là đến hết vườn cà của chú. Sang vườn tiêu to kia là của người khác. Đó, còn sình Cái sình này là mình được sử dụng sình một được nửa. một nửa. Tức là cái đôi mình một nửa. Cái này mà mình múc lên ha, múc lên đắp cái bờ. Thì đất đây là chú múc ao tất rồi. À, đây chú có múc ao hết hả? Đây ao của chú thông sang cái miếng Nhưng bên mà giờ này. nó ngập hết Còn bên này rồi. là chú không múc vào, nhưng bên này là sình không, nhưng Bây giờ múc múc cái bờ chặn múc cái chặn bờ dọc theo vậy chặn hả? nuôi cá À, rồi. múc cái bờ ở đây mình chặn chia làm đôi ra nuôi cá. Ở đây múc cái bờ chặn đây hết. Đây sình của chú ở dưới này gần 200 mét nha. Ra đây là Đất giáp cái miếng bờ này là tổng đây cái này, tiêu kia, cái đôi cái này là vườn tiêu tổng của người đây. ta. Hất về bên Đó tay thì trái bên mình bên đây này ở đây vẫn là chú đôi là qua hết cái cây hồng, kêu cây hồng cây lá to to đó, đứng cả lên cái miếng này của chú là được tầm một chạy dài xuống tới dưới này. gần gần giò đất bờ. Có cái giò đất bờ mà không là mình đây là vẫn bỏ cá tự do. Đây vẫn ao chú này này, chú nước đây chạy chút bên này kia. Đây là cái ao chứ cái thợ của chú này. Đó, đây là cái ao này. Ờ, cái chỗ này con đường này mà đi lên nhà chú sát bên đây mà. Đây nhà chú là đây, chú có một miếng đây nhá, miếng hai em trước của chú là đây. Chú đi đường nói là kéo đến cái sợi dây chú này. À, cái chỗ bên kia là của chú luôn hả? Đất của chú luôn hả? Đất đây là cái miếng đó là gần gần hơn hết tư. Đó, gần bên kia của chú là một hát mốt nữa. Cái miếng đang phá đó là chú. Đó, miếng đang phá này chú trồng trồng. Cái đám bên đó là chú có bán không? Có thì đang giới thiệu để bán này. Dạ. Ủa mà cái đám này đâu phải là có cái nhà hả? Không, đám đám nhà nó ở bên À, kia. cái nhà mà chú đang ở là cái đám bên kia chứ Đấy là hả? đám chạy xuống kia, nhìn cách đây tầm 70-80 mét đấy. Dạ, không, Đó, chạy xuống cái đám đó con biết rồi. đấy. Thì còn đám của chú đây là tí là mình chỉ đi lên trên, không 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 cần xuống dưới này nữa. Là mình nhìn luôn đám này. Đó, thì cái đám hang dưới thì ao nó đây. Ao nó qua chỗ này, tí là ao nó trong này. Tức là nước khu vực này là không bao giờ hết. Chứ chú bờ ao của chú đấy. Còn bên này là chú không múc ao thì vẫn bỏ không cả. Hai bên đều không múc ao. Cái sình đây là của chú kéo đến tận nhà người ta đắp lòi lòi ra kia rồi. Ủa, cái hồ này cá nhiều nha. Cái này đi rê cá lóc được cái Đôi mà hộ nó mở dưới này thì nó không cần mua can. Cái Ủa. tay nhà giáp mình kia nó đánh chỗ nào cũng yếm cá. Hồ này đi rê cá lóc được nữa.
Cái đường này mưa nó có ngập không chú ha? Đường này mưa nó có ngập không? Không ngập, chú đi suốt năm mà. Xe chạy chú chạy suốt năm sang đây. Thì đây chú mới bảo đi ô tô là lòng là bên kia chạy sang đây. Bên kia thì đi ô tô cũng được. Được không? Đường bên đó đi ô tô qua sợ không được. Ô tô theo đường này nhưng cái thằng lớn là nó ngại, nó phải sợ không lên được. Ồ, cái hồ này đúng là chắc cá lóc nhiều lắm này. Cái nào nó có tiền mua miếng này là nó ở thiên thời địa lợi. Đây, bắt giáp mặt nước. Đó, nhìn hết hết ao luôn của chú luôn. Đám này của mình cà phê nhiều không chú, bao nhiêu cây? Cà phê của nó là cứ mỗi hát cứ trồng 1.000, nhưng bây giờ nó một số nó chết đi rồi nhổ bỏ để trồng bơ trồng ấy lại. Ô, nước thì mênh mông. Năm nay bắt đầu ghép tiếp. Mấy cái bơ này ghép 034 vô hết rồi hả? Được 50% 034 rồi. Cà phê trái. Có cái sầu riêng nào không chú à? Sầu riêng bên này không có, chỉ bên này là tích bơ 034, đây bơ 034 ghép này. Cái này ghép rồi. Chú xuống trồng 034 này được nhiều không? Ba hát này nó cứ đồ 500-600 cây. Gì khoảng 500 cây hay 500-600 cây 034 hả? Trên đất có cà phê nè, tiêu nè, bơ 034 nè. Đây, trồng bơ 034 xuống nhiều rồi đây. Lô đất bằng quá đẹp. Rất là đẹp luôn, cà phê trái quá chừng luôn. Số tiêu này cũng đẹp. Cái ớt trái quá chừng luôn. Đây có cái chòi nữa nè. Cà trái đi lên Úc ơi. Úc ơi, đi lên đây, nó nắng quá. Trời ơi là nó nắng.
còn rẫy có được mấy cây điều đây, có bóng mát. Trời nó nắng ơi là nắng. Mua bơ hả chị? Bơ bữa nay được mua tại vườn bao nhiêu một ký? Như bơ bút bữa nay bao nhiêu một ký? Chưa có hả? Như bơ hạt bữa nay chị mua bao nhiêu một ký? Nó to nó bé, bơ to thì 2 lon, à bơ bé 2 lon. Ồ, rẻ vậy hả? Ồ. Trời ơi, nắng. Nắng quá chú ơi. Nắng còn sợ mất á. Đây, ở đây mình nhìn thấy kêu là đường Tránh Gia Nghĩa, đi ngang qua xã kêu là xã Đắc Rơ Mon. Đây, đây là đường Tránh Gia Nghĩa. Ở bên này cũng khách Sài Gòn người ta mua rồi đây. Cái lô này khách ở Sài Gòn người ta mua để người ta làm nhà yến này. Wow, nắng ơi là nắng. Đây, từ cái vị trí này mà đi ra tới đường Tránh Gia Nghĩa thì nó khoảng 400 mét thôi.